tôi là Mạnh Ô Tô, và trong khoảng thời gian vừa qua thì cũng có người, rất nhiều người hỏi tôi rằng là làm thế nào đó để có thể mới tự mình xem được một chiếc xe ô tô một cách hoàn thiện mà đôi khi không cần nhờ đến thợ. Hôm nay tôi, nếu như tôi nói có một con xe thì nó sẽ rất là khó để cho các bạn có thể là phân biệt, nhưng hôm nay tiện đây thì nó sẽ có hai con xe và cái chất lượng hai con xe này nó hoàn toàn khác nhau. Vì vậy hôm nay tôi làm cái clip này để chỉ cho các bạn, chia sẻ với các bạn biết rằng là để làm thế nào đó để chọn một con xe nó chất lượng và nó tốt. Thì hôm nay tôi sẽ có hai con xe, một con xe là được sản xuất năm 2008 và một con xe sản xuất 2015, con xe nâng tải. Thì chất lượng hai con xe này nó hoàn toàn khác nhau. Thứ nhất đó là về chất liệu xe, và đó thứ hai đó là về phần sơn. Với con xe như thế này thì người ta đã sơn lại, hoàn toàn người ta đã sơn lại. Các bạn thấy bằng cái phần sơn này, đối với những con xe mà nó đã sơn lại thì các bạn biết là cái chất liệu sơn ấy thì nó hoàn toàn nó có thể là nó bong tróc và nó không còn được tươi màu như những con xe mà người ta đã cái còn nguyên bản. Và cái chất liệu sơn của nội của những người thợ thì nó cũng không thể bằng cái chất liệu sơn của những con xe của chính hãng. Và các bạn nhìn này, hai con xe này hoàn toàn hai cái chất liệu sơn nó hoàn toàn khác nhau. Con bên phải tôi, bên phải tay của tôi nó là con xe người ta đã sơn lại, và con bên trái tôi là xe hoàn toàn sơn, nó còn zin bản. Và để đo lường được hai con xe này thì chúng ta sẽ phải đo lường bằng mắt thường, bằng sự cảm nhận. Đối với những anh em chúng tôi là những người thợ chuyên nghiệp lâu năm thì để kiểm tra con xe nó sơn như thế này thì chúng tôi nhìn bằng mắt thường thì tôi có thể phát hiện, nhưng mà để các bạn biết được thì nó là hoàn toàn nó là khó hơn. Vì vậy cho nên là tôi có thể là chỉ cho các bạn biết thế này, là các bạn biết cái nước sơn zin của nó rất là khôn mắt và nó rất là bóng, và cái chất liệu sơn của nó hoàn toàn là bằng những chất liệu sơn nó nhỏ, hạt sơn nó rất nhỏ cho nên rất bóng. Nếu các bạn lau đi thì các bạn thấy là cái chất sơn nó rất là bóng. Các bạn lau đi các bạn thấy chất sơn nó rất là bóng. Và chất sơn bên này, nếu tôi có rửa sạch con xe bên này đi thì chất sơn của nó cũng không hoàn toàn, không thể bằng cái sơn zin. Tuy rằng là đã vừa mới sơn lại nhưng mà cái chất sơn của người ta nó cũng không, nó rất là tối màu và nó hoàn toàn nhìn nó không được khôn mắt. Nếu như chúng ta có một cái vật dụng mà chuyên để đo lường về cái phần sơn này thì cái dụng cụ đó thì một thời gian tới thì tôi sẽ mua, tôi sẽ cho các bạn thấy. Nhưng hôm nay tôi sẽ làm cái clip này và nó có thêm một phần nữa, đó là để tự mình có thể kiểm tra được một con xe từ đầu đến cuối, thì tôi sẽ chỉ cho các bạn từng bước một để kiểm tra đó. Vâng, để kiểm tra tổng thành một con xe thì các bạn bắt đầu kiểm tra xe thì các bạn sẽ mở cửa xe và các bạn giật cột hoàn toàn hết găng cột ra. Và đây tôi cũng chỉ luôn cho các bạn thấy rằng là với một con xe thì các bạn giật trong cột ra, các bạn xem này, các bạn giật trong cột ra để các bạn xem xe bên này, và tôi cũng giật cả luôn một con xe đời mới cho các bạn thấy. Thì chúng ta để mà xem con xe đầu tiên, chúng ta giật những cái gioăng của chúng ta xem, bắt đầu những cái đinh chỉ, đinh bấm, máng nước của một con xe để chúng ta kiểm tra. Cái thứ hai nữa đó là chúng ta sẽ kiểm tra sâu vào phần bản lề. Thì chúng ta sẽ kiểm tra này, các bạn thấy là cái phần bản lề chúng ta sẽ xem này, tất cả những chi tiết nhỏ từ phần của phần bản lề này thì chúng ta xem là cái bản chất của những con xe mà nó còn zin bản, nó còn nguyên, thì những cái đinh bấm và toàn bộ những cái hốc bản lề, những cái hốc cửa nó còn nguyên thì nó như thế này. Đây là một con xe zin bản và đây là một con xe mà nó cũng đã từng bị va chạm nhẹ. Thì các bạn thấy đó, cái đinh bấm của nó hoàn toàn khác nhau, do trình độ của những người thợ người ta làm, nó người thợ Việt Nam làm khi người ta gò, người ta bả ma tít lên đây thì nó hoàn toàn không còn được, cái chất liệu nó còn không còn được nguyên nữa. Các bạn nhìn đây ạ, đây là cái chất liệu nguyên bản của nhà máy, chất liệu nguyên bản của nhà máy, và cái chất liệu của người thợ khi đã được đụng chạm và đã được đụng đến. Thì đây là hai con xe, nó hoàn toàn chất liệu nó hoàn toàn khác nhau. Vì vậy cho nên để các bạn chọn một con xe thì các bạn phải đầu tiên là xem, thứ nhất này,
các bạn xem, thứ nhất là đầu tiên là thứ nhất là nó phải do con xe nó còn nguyên bản hay không và con xe nó còn chất lượng hay không, thì đó là cái cách mà chúng ta phải nên làm thế nào đó để chọn con xe cho nó tốt nhất. Vâng, và đó là những cái cách mà chúng ta tự mình có thể là tự xem được một con xe. Và tôi sẽ làm thêm những cái clip tổng thành nữa ở đằng sau để cho các bạn thấy rằng là kiểm tra nó tổng thành từ phần máy, phần gầm, phần sàn sống và phần nội thất, phần cabin nó như thế nào. Thì tôi sẽ gặp lại các bạn vào một clip lần sau, và tôi có để số điện thoại ở bên dưới. Nếu các bạn cần tôi tư vấn và hỗ trợ bất kỳ một điều gì, các bạn có thể gọi điện cho tôi. Và nhớ là hãy đăng ký kênh, và thì nếu thấy hay thì comment và chia sẻ cho bạn bè cùng biết. Và chúc các bạn một ngày thật là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn và chào các bạn.